Kính thưa quý khán thính giả, như là truyền thống hàng năm, gần 250 cựu sinh viên luật khoa Sài Gòn, Huế và Cần Thơ cùng các thân hữu đã đến tham dự buổi hội ngộ mùa thu gia đình luật khoa Bắc California kỳ 4 tại nhà hàng Grand Fortune thành phố San Jose từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối Chủ nhật 13 tháng 10 năm 2013 vừa qua. Ông Nguyễn Vạn Bình, trưởng ban tổ chức, trong trang phục chiếc áo luật sư Việt Nam Cộng Hòa, ông cho biết. Dạ, thưa anh, xin anh giới thiệu chiếc áo anh mặc không ạ? Hôm nay tôi mặc chiếc áo này là chiếc áo mà các luật sư trước đây là mặc khi mà ra tòa trước năm 1975. Chiếc áo này thì là quý vị chỉ được mặc sau khi mà được tuyên thệ. Lúc mà tuyên thệ và từ đó chỉ có khi ra tòa mới mặc. Nhưng hôm nay trường hợp đặc biệt, chúng tôi mặc để mục đích là buổi hội ngộ. Đây là lần đầu tiên mà trong giới sinh viên luật được thấy là hình ảnh thân thương và đặc biệt của người luật sư mà đến hồi lại để kỷ niệm cũ. Đây là cái hình trang mà các luật sư mà khi ra tòa nên thường thường vác theo một cái cặp táp Samsonite, trong đó là đựng hồ sơ và như là đựng chiếc áo luật sư của mình. Tiến sĩ Trần An Bài chia sẻ cảm nghĩ của ông về hội ngộ mùa thu hàng năm của cựu sinh viên trường luật. Tôi được vinh dự các anh em sinh viên mời làm cố vấn ngay từ giai đoạn đầu. Và tôi thấy rằng là đây là một cái khung cảnh tốt đẹp nhất để cho các anh em sinh viên nối lại cái tình thân thương với các giáo sư cũ, với lại trường luật thân yêu. Và khi nói đến trường của chúng tôi thì nó gây cho chúng tôi những cái kỷ niệm rất là êm đẹp. Tất cả anh em chúng tôi đều nhớ đến trường cũ, nhớ đến thầy cũ, nhớ đến công ơn của các thầy. Chúng tôi được cuộc sống như thế này và được địa vị ở trong cuộc đời cũng nhờ trường và cũng nhờ các thầy. Và đó là lý do ngày hôm nay chúng tôi cố giữ lại cái truyền thống đó để cùng nhau nhắc nhở đến ngôi trường cũ và nối lại những nối kết những tình anh em đối với nhau. Dịp này, trên 300 cuốn đặc sang luật khoa năm 2013 đã được phát đến tận tay tất cả các cử tọa. Buổi hội ngộ sau phần văn nghệ và giả vũ đã diễn ra một cách rất vui vẻ và đầm ấm, biểu lộ đậm đà tình nghĩa thầy trò và đồng môn giữa các cựu sinh viên luật khoa Việt Nam đã được chấm dứt vào lúc 10 giờ tối cùng ngày. Mỹ Lợi, tường trình từ San Jose, xin thân ái kính chào quý vị.